Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Đỗ Khánh Vân. Rất vui được gặp các bạn trong chương trình Đại tiệc Giáng sinh. Các bạn thân mến, Giáng sinh sắp đến rồi. Giáng sinh còn được gọi tên khác là Noel, là ngày Chúa Giêsu ra đời. Và những ngày này thì có rất nhiều những điều thú vị, như là được đi chơi Noel này, được tặng quà Noel này, được trang trí cây thông Noel này, công chúa tuyết này. Trong những điều ấy thì mình thích nhất là được đi chơi Noel đấy. Bởi vì mỗi khi đến dịp Noel thì đường phố trang trí rất là lộng lẫy. Vậy còn các bạn thì sao? Các bạn thích điều gì? Các bạn có thích ngày Noel không nào? Hãy kể cho Khánh Vân nghe nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!